đây có một xe xôi nữa nè, xôi xôi nếp cẩm, xôi lá dứa, rồi xôi gấc. Và đây thấy có rất là nhiều xe xôi xung quanh chợ Bến Thành. Xôi đậu xanh, xôi lá dứa, rồi xôi nếp cẩm, rồi xôi đậu phộng, xôi xôi màu cam là gì em quên rồi, quên tên rồi. Và đây chúng ta thấy một xe xôi nữa nè, cũng cùng những cái loại xôi lúc nãy anh đã bán nữa nè, xôi than, xôi nếp cẩm, xôi xôi lá dứa, rồi xôi gấc, nước mía sầu riêng 4 đô, rồi mãn cầu 2 đô, rồi sinh tố đu đủ 2 đô. Đô đây có 20.000 thôi, nên thành ra mình nhìn thấy 4 đô là 80 mà 2 đô là 40. Mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại Sài Gòn bây giờ là gần 8 giờ tối. Chúng ta cùng lang thang ở khu vực chợ Bến Thành ha. Trước mặt chúng ta đó là bộ binh công trường Quách Thị Trang ngày xưa, và ngày hôm nay đó là một cái công trường tuyến tàu điện ngầm rồi. Và ta nhìn bên cánh trái đó là đại lộ Lê Lợi, một cái đại lộ rất lớn và có rất nhiều cửa hiệu, cửa hàng bán đồ nổi tiếng của Sài Gòn ngày xưa. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã rất khác rồi ha. Và bên cánh trái nữa chúng ta thấy đó là cái tuyến đi từ Hàm Nghi, từ bến Bạch Đằng theo trục đường Hàm Nghi xe đổ về. Và ngày hôm nay nhân bữa rảnh rỗi mời bà con mình chúng ta cùng lang thang ở khu vực chợ Bến Thành ngày cuối tuần như thế nào ha, để mình thấy cái khung cảnh buôn bán ở đây ra sao. Và Sài Gòn bây giờ, chợ Bến Thành bây giờ đóng cửa rồi, cái chợ rất là xưa cổ ở trung tâm Sài Gòn này, nó như là một cái biểu tượng của Sài Gòn đấy. Chúng ta thấy có những cái xe taxi. Ngày xưa thì những cái xe taxi như xe rùa ha, xin cái kiểu lạ, còn bây giờ thì xin xe hiện đại rồi. Cũng vẫn như ngày xưa, cũng có những cái xe đẩy bán trái cây, rồi những xe xích lô, nhưng mà không có nhiều bằng ngày xưa thôi. Chúng ta đang đứng ở cửa Nam, mình sẽ dạo một vòng ở đây coi có gì lạ lạ mới mới không ha, sẵn chia sẻ cùng bà con luôn. Ở đây thì chợ cũng mới vừa dọn ra xong thôi, bởi chúng ta có một cái video dọn chợ đó, nhìn thấy rất là hấp dẫn, rất là thú vị ha. Thì mình tích tắc rồi là chợ hình thành lên liền. Và đường này cấm lưu thông, cấm xe hơi lưu thông vô ha, chỉ dành cho người đi bộ và xe máy thôi. Không biết gì. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh này nó tấp nập nè. Để mình đi một vòng xem có cái gì mới mới không ha. Thì chợ Bến Thành thì trước giờ cũng như vậy đó. Đó, như chỗ này bán nước nè, chơi bỏ mối. Thank you.
Và chợ này được mở từ 7 giờ tối cho đến 1 2 giờ đêm. Và những người dọn chợ ở đây thì rất là mạnh mẽ. 100.000 một ngày thôi. Họ làm rất là nhanh. Những áo thun đây có giá khoảng chừng 100-150.000 đó, khoảng chừng 5 đô 7 đô la. Và hôm nay tưởng đâu Sài Gòn mưa rồi, chứ nếu mà mưa là cái sạp chợ này sẽ rất là vắng, nhưng mà rất là may mắn là không có mưa. Shop giày nè, đương nhiên giày ở đây thì giày phay thôi ha. Chủ có xe bán nước lưu động. Bán mà không cần phải mở hàng quán gì hết ha, chỉ cần có mối thôi. Mỗi ngày tới giờ là tới giờ là đẩy nước ra là có người lấy thôi. Vali. Và đây do người ta mới dọn nên mình ra đồ đạc người ta chưa chất vô hết. Chúng ta ra đây là đường Lê Thánh Tôn rồi nè. Phía trước mặt ta có khách sạn Ngân Hà. Bên trong thì có cái shop nữ trang nằm ở dưới dưới tầng hầm của ở dưới tầng tầng trệt của khách sạn. Và kế bên thì có một cái nhà xây mới xong. Cái bên có khách sạn Avanti. Thẳng hướng này là mình sẽ lên tới đường Lê Quang Diệc nè. Các bạn 8 ngày nay buổi tối và thấy tấp nập chưa, đông vui chưa. Đây có cái cô bán trái cây nữa nè. Đó, xoài, bưởi, sa bô chê, rồi mít, rồi sầu riêng. Mãng cầu, rồi nhãn. Mình
nhìn lại cung đường mình vừa đi qua nè, tấp nập ghê chưa. Chút xíu nữa là sẽ đông hơn nữa đó, do bây giờ là mới đó, là mới vừa về dọn ra xong đó. Có một số sạp họ cũng chưa có sắp đồ lên xong ha. Những người bán ở đây rất là giỏi tiếng Anh. Và đây những cái sạp nằm ở bên cửa cửa bắc chợ Bến Thành, là những sạp trái cây ở đây rất là ngon, rất là đẹp. Học sầu riêng. Học sầu riêng 3 muối 150.000. Một muối 100.000. Học 3 muối nhỏ thì 130.000. Và ta nhìn bên kia đó là đường Vũ Hoa Huân, một con đường có một cái street food rất là lớn, rất là đông. Nằm ở bên đây nè, cái street food nằm ở đây nè, nó tập hợp rất là nhiều khách Tây ngồi uống bia hả. Ồ, thấy xe xôi hấp dẫn chưa? À, xôi đậu xanh, xôi lá dứa, rồi xôi nếp cẩm, rồi xôi đậu phộng, xôi xôi màu cam là gì em quên tên rồi. Xôi gấc, đúng rồi, xôi gấc. Khói bốc lên cao. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Có đậu xanh. Xung quanh chợ Bến Thành em thấy có rất là nhiều xe xôi, có đầu 4-5 xe xôi luôn á. Chắc xôi cũng là món dễ ăn nên thành ra có rất là nhiều người bán. Thấy có bây giờ cũng còn người dọn nữa nè. Những cái sạp này họ đem đi gửi nè, gửi trong cái hẻm đường Thủ Khoa Quân đó. Không phải là dọn mà là đồ họ chứa trong cái tủ đó đó, họ chất vô rồi họ kéo ở đây, họ chất lên xong họ kéo cái tủ về không thôi, tủ không về.
Và đây chúng ta thấy một xe soi nữa nè, cũng cùng những cái loại soi lúc nãy anh đã bán nữa nè, soi than, soi nếp cẩm, soi soi lá dứa, rồi soi gấc, cũng cùng một món luôn ha. À, nước mía sầu riêng là 4 đô, rồi mãng cầu 2 đô, rồi sinh tố đu đủ 2 đô, đô đây có 20 ngàn thôi, nên thành ra mình nhìn thấy 4 đô là 80, mà 2 đô là 40, một ly nước mía sầu riêng là 40 ngàn, 80 ngàn, 4 đô. Một ly nước mía thường thì 20 ngàn, tính ra giá cũng được, không đến nỗi mắc. Rồi cũng được, này là Tạ Thu Thâu ngày xưa nè. Cũng như mấy tuần trước thì cung đường Tạ Thu Thâu này cũng là những cái nhà hàng. Tôm nướng nè, thịt nướng, sườn nướng, hấp dẫn chưa? À, bên đây là nguyên dãy nhà bếp luôn. Dãy nhà bếp nằm ở giữa, và bên chính trái bên phải là những bàn ghế khách ngồi. Bên này khách Tây quá trời luôn nè. Phô Lì, cái bài rất cổ điển. Anh bán giọng mở nhạc cổ điển. Bài Bất Hủ. Đây là những xào bóng thun rồi. Bảy mươi ngàn kéo thun thôi. Áo thun ở đây chỉ có 70-100 ngàn thôi. Rồi
số hình ảnh ở con đường Tạ Thu Thâu, Lê Thánh Tôn, rồi Phan Chu Trinh gửi cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về Sài Gòn chợ đêm Bến Thành ngày cuối tuần. Và chúng ta thấy có những anh bán xôi, những chị bán xôi, đây nổi tiếng những xe xôi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi.